Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Mùa giải Thiên Hà Hội Võ chuẩn bị bắt đầu rồi anh em ơi. Và ngay bây giờ anh em có hình dung được trong đầu của mình những môn phái mà chúng ta sẽ áp dụng cho cái mùa giải năm nay để anh em giành chiến thắng hay chưa? Nếu chưa thì anh em hãy tham khảo cái video này nha. Mình sẽ tư vấn cho anh em một số môn phái ghép team lại với nhau để giúp anh em tham gia tốt được cái mùa giải năm nay. Trong năm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hai môn phái mới, đó chính là Huyền Thủy và Xung Tiêu. Thì trong hai môn phái này mình thấy môn phái Huyền Thủy là môn phái bắt buộc phải có trong các team luôn nha anh em ơi. Anh em nào mà bỏ sự xuất hiện của Huyền Thủy, ta nói team đó cực kỳ yếu và rất lỗ anh em ạ. Thì cái này mình cũng đã quan sát được từ cái mùa giải đợt trước của bên server Trung Quốc rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho anh em những cái cặp đấu này nha. Anh em thấy không, hiện tại là 0:30 tối anh em ạ. Hôm nay là ngày 14 rồi, chuẩn bị khởi động giải, do đó mình đã cố gắng tranh thủ thời gian làm cho anh em. Anh em xem mà online buồn lắm nha anh em ơi, thôi không lan man nữa, vào vấn đề chính liền. Mình đã tổng hợp được tổng cộng là 5 team, và 5 team này mình đánh giá khá mạnh. Bây giờ mình sẽ nói lần lượt từng team và mình sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu cho anh em xem. Và chắc chắn mỗi team này sẽ có những môn phái khắc chế nha, cái đó mình sẽ nói phần sau. Bây giờ mình sẽ tập trung vào 5 team này trước. Đầu tiên, cái team đầu tiên, cái team quốc dân luôn anh em sẽ nghĩ đến, đó chính là cái team Dương Môn, Huyền Thủy và Trường Ca, đúng không? Team này là team mà ba môn phái có khả năng hỗ trợ búp chéo cho nhau. Trường Ca búp giáp cho cả ba, Huyền Thủy cũng vậy và Dương Môn cũng vậy em ạ. Team này anh em vừa có đầu trâu vừa có khống chế và sát thương thì nó nằm ở mức trung bình thôi, không quá cao. Như vậy đây là team mình đánh giá nó ở cái mức gọi là tầm trung, ở tầm trung và anh em rất dễ chơi. Team này quan trọng là người chơi Dương Môn nha, anh em khó BK hơn và anh em cần phải có sự phối hợp giữa ba thành viên của mình. Đó là team đầu tiên. Cái đội hình thứ hai mình tư vấn cho anh em đó là mình sẽ bỏ con Trường Ca đi và mình sẽ thay vào cái con Thiên Vương. Đội hình này thì nó sẽ có ưu thế hơn Trường Ca ở một chỗ. Đó là gì? Đó là Thiên Vương anh em mới vào chúng ta sẽ được miễn khống chế. Anh em sẽ sử dụng kỹ năng xoay chùy để chúng ta miễn khống chế đúng không? Anh em sẽ tạo đam hoặc là giải tán đám đông gì đó. Trong khi Dương Môn anh em nhanh tay có thể khống chế được bên kia. Như vậy Dương Môn và Thiên Vương kết hợp với nhau anh em có thể tạo được sát thương khá là nhiều. Thiên Vương thì anh em lại có khả năng tự hồi máu nè, rồi cái 7x thì lại lên được cái quần thể kim cang giúp cho anh em chống chịu sát thương trong khoảng thời gian khoảng 4 giây, rất là ổn áp cho team anh em ạ. Và mình cảm thấy team này nếu mà đánh với team Trường Ca thì team Thiên Vương có tỷ lệ ăn cao hơn nha anh em. Cái tổ đội thứ ba thì mình sẽ không sử dụng Thiên Vương mà sử dụng Bá Đao. Thật ra cái team Bá Đao với Thiên Vương thì hai team này nó ngang kèo với nhau thôi. Bá Đao thì anh em có khả năng cơ động, có sát thương, có khả năng miễn khống chế và có khả năng tự hồi phục cho bản thân của mình nữa. Đặc biệt Bá Đao anh em lại có được cái khả năng miễn tử 5 lần với cái chiêu 7x thì nó cũng ngang tầm với cái team Thiên Vương này. Mình sẽ so sánh hai team này gọi là ngang nhau anh em ạ. Và cái đội hình thứ tư là đội hình chắc chắn anh em cũng sẽ đang nghĩ tới, đó là đội hình chúng ta sử dụng hai môn phái Dương Môn và kết hợp với một Huyền Thủy. Hay team này cũng khó chịu nha, nhưng mà team này hơi khó một chút, đó là hai cái người chơi môn phái Dương Môn anh em phải BK cứng tay và phải thật là cơ động nha anh em ơi. Phải nói chung là BK chắc tay môn phái Dương Môn thì anh em đánh sẽ rất tốt với team này nha. Huyền Thủy thì và cố gắng chúng ta bảo kê Huyền Thủy nên em ạ. Huyền Thủy mà bị nắm đầu đánh mà hai ông này cứ chạy chỗ khác không là chết Huyền Thủy là anh em banh team nha, rất khó. Thì mình còn nhớ năm rồi anh em hay chơi cái team đó là hai Dương Môn kết hợp với một Trường Ca thì team đó cực kỳ bá luôn đó anh em. Hai Dương Môn em BK cực kỳ trâu bò. Và cái đội hình thứ năm, đội hình mình đánh giá là mạnh nhất trong cái mùa giải năm nay, đó chính là hai Thiên Vương kết hợp với một Huyền Thủy nha. Không phải hai Dương Môn đâu mà là hai Thiên Vương anh em ạ. Tại sao mình đánh giá cái đội hình này cao hơn cái đội hình hai Dương Môn? Tại vì hai Thiên Vương anh em mới vào chúng ta sử dụng chiêu xoay trì liền đi là mình được miễn khống chế cả hai ạc luôn. Lúc này anh em tạo đam quẩy đội hình team địch là đội hình team địch chắc chắn chạy tán loạn và bên đó sẽ bị rối loạn đội hình. Đó, lúc này anh em canh con bò nào mà bị thiếu máu nhất thì anh em đập đầu nó. Đó. Tại vì sao? Năm nay anh em biết Huyền Thủy nó có khả năng tạo hiệu ứng câm lặng. Mới vô mà con Huyền Thủy tạo câm lặng thì sẽ bất lợi cho team đối thủ liền đúng không? Nhưng mà hai Thiên Vương anh em xoay trì thì chúng ta sẽ không nhận cái hưởng câm lặng nha, là mình sẽ hóa giải được luôn đó anh em ạ. Đó, cực kỳ lợi hại với team này và mình đánh giá team này là team khá mạnh trong năm nay. Thì năm nay mình không có đẩy con Thiếu Lâm vào. Thiếu Lâm thì có đủ trâu, có phản sát thương nhưng mà cái khả năng hồi phục của Thiếu Lâm nó rất là kém anh em ơi. Nếu như Huyền Thủy không búp được cho Thiếu Lâm thì chắc chắn Thiếu Lâm sẽ rất là dễ vỡ.
Và năm nay thì mình cũng không có khuyến khích anh em chơi những môn phái ví dụ như là thần cơ hoặc là long tước hoặc là cái bang. Thì ví dụ như thần cơ, anh em thấy bây giờ team nào cũng có hệ kim hết thì thần cơ rất là khó chơi nha, cực kỳ khó chơi luôn. Nếu như hệ kim sẽ canh thần cơ bắt ngay từ những phút đầu tiên thì chắc chắn thần cơ sẽ gọi là rất khó nhảy lên chim để tạo đam, tạo khống chế. Còn ví dụ như nói về long tước đi, long tước thì anh em thấy hiện tại năm nay chúng ta có huyền thủy nè, hỗ trợ khá là chắc, búp giáp, câm lặng, rồi rải các phù xung quanh nữa. Và cái đam của huyền thủy thì anh em biết cũng khá là cao, đánh con long tước thì chắc là khá thốn nha. Nhưng mà anh em nếu mà BK tốt thì chúng ta vẫn có thể chơi những cái team có những môn phái hệ hỏa để chúng ta khắc chế lại. Nếu như mà anh em tự tin vào các khả năng BK của mình và team anh em hỗ trợ tốt thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái team ví dụ như là Dương Môn, Huyền Thủy kết hợp với Long Tước, hoặc là Dương Môn, Huyền Thủy kết hợp với Cái Bang để anh em khắc lại những cái team có những môn phái hệ kim này. Thì đó là những cái tư vấn của mình trong năm tổ đội này. Thì mình sẽ cho anh em xem lại, đầu tiên là cái team Dương Môn, Huyền Thủy, Trường Ca. Team thứ hai sẽ là Dương Môn, Huyền Thủy, Thiên Vương. Team thứ ba là Dương Môn, Huyền Thủy, Bá Đao. Team thứ tư là Dương Môn và Huyền Thủy. Và cái team thứ năm đó là Thiên Vương, Huyền Thủy và Thiên Vương. Thì với bản thân của mình, hiện tại mình đã có lập được một team cứng rồi, thì chắc chắn mình sẽ chơi cái team đó là Huyền Thủy, Thiên Vương. Và còn một bạn còn lại thì theo mình nghĩ chắc là cũng sẽ chơi Thiên Vương anh em ạ. Tại mình chưa biết bạn đó sẽ BK được môn phái nào trong những môn phái này. Một là chơi Thiên Vương, hai là có lẽ mình sẽ chơi dạng Bá Đao. Đó. Thì tùy theo tính chất của từng server của anh em nha. Server anh em chơi thường phổ biến những môn phái nào thì mình sẽ cố gắng tìm một cái team để chúng ta khắc chế lại. Và một điều nữa trong vấn đề BK rất là quan trọng nha anh em. Em chú ý, trong BK chúng ta phải chia các thành viên của mình ra các góc, giống như mình đang đứng một cái hình tam giác anh em ạ, và kẻ địch đứng ở giữa. Thì như vậy anh em dồn sát thương vào thì kẻ địch họ không có dồn sát thương được cùng một lúc ba người của mình. Như vậy mình sẽ có ưu thế hơn nha anh em ơi. Cái điều này rất là quan trọng, tại vì có nhiều team họ đứng chụm lại với nhau. Ví dụ như một người khống chế một người bên kia thì cả cái tổ đội của anh em thì bị khống chế, như vậy nó sẽ rất là dở nha. Thì đó là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Hy vọng anh em sẽ có được một cái tổ đội hợp lý, chúng ta BK tốt và chúng ta giành được thứ hạng cao nha anh em ơi. Và cái hoạt động này mình sẽ live stream xuyên suốt vào các buổi tối. Nếu như anh em có rảnh, anh em có thể xem để ủng hộ mình, hoặc là xem tham khảo cái cách mình đánh team như thế nào, hoặc là cái cách mình chơi môn phái như thế nào nha anh em ạ. Và video của mình đến đây là hết. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được cho anh em trong cái mùa thiên hà hội võ năm nay. Rồi bây giờ là 12:39 đêm rồi anh em ơi. Xong clip này bây giờ bắt đầu phải xử lý video, xuất video ra rồi up lên cho anh em kịp cho sáng ngày mai. Và hy vọng anh em sẽ xem được cái clip này nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.